Em xem đọc ngữ quy lớp học tường ba bơ, tường ba bơ. Luôn hoan nghênh và sẵn sàng chào đón các bạn đến với gia đình tường ba bơ để học khóa. Để học khóa và trao đổi kiến thức về tóc nam. Tuy nhiên tường ba bơ có sẵn sàng từ chối các đối với những trường hợp không nghiêm túc hoặc không đáp ứng những nội quy sau. Một, đi học đúng giờ, đi học đầy đủ. Đi học đầy đủ đúng giờ, không đi quá trễ. Đi trễ quá 30 phút và theo quy định lớp học. Không nghỉ học tự do, nếu nghỉ học phải thông báo buổi học trước đó. Nghỉ quá 20% khóa học thì sẽ buộc thôi học. Trong giờ học không sử dụng điện thoại, để điện thoại ở chế độ im lặng, không rung. Không nói chuyện, không làm việc riêng, là tâm và tôn trọng giảng viên và học viên khác. Luôn chuẩn bị dụng cụ đầy đủ trước khi đến lớp. Ngồi đúng chỗ quy định, không tự đổi chỗ, đồng phục và tư thế ngồi nghiêm túc. Dọn vệ sinh lớp học theo luật, dẹp để đúng nơi quy định. Trong trường hợp lớp học không đủ số lượng học viên, tối thiểu 6 học viên sẽ dừng tình trạng. Tất cả học viên vi phạm sẽ phạt theo ngữ quy lớp học. Đi muộn 20k, quá 30 phút 50k, nghỉ học không phép 50k, nói chuyện trong giờ học 20k. Không dọn vệ sinh lớp 20k, để dẹp không đúng nơi quy định 20k. Chơi bài trong lớp học 200.000. Giảng viên tường ba bơ 0972530218. Rồi, mọi người vỗ tay nào. Có hay có thắc mắc gì không ạ? Hôm qua anh Ngục không đi đúng không? Thế anh có thắc mắc gì không? Anh thấy hợp lý không? Rồi, ok. Thế thì hôm nay lớp gia đình nhà mình thì lại có thêm một thành viên mới. Cơ bản thì anh giới thiệu qua về mình một chút để cho anh em biết. Anh đứng lên. Rồi mọi người cố gắng giúp đỡ nhau trong cái quá trình học hỏi nhá. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những cái clip tiếp theo của mình nhé. Xin cảm ơn.